Bạn hãy nhớ rằng vị khách hàng khó tính đó chính là người thầy giỏi nhất, và nếu một thương vụ quá dễ dàng đến mức bất cứ ai cũng có thể tiến hành được, thì khoản hoa hồng cho nó sẽ chỉ bằng 1/10 của thương vụ bình thường khác mà thôi. Một chuyên gia bán hàng hiểu rất rõ rằng cạnh tranh đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn, thế nên anh ta cũng cần phải cứng rắn và quyết liệt hơn. Mặc dù anh ta rất tự tin vào bản thân mình, nhưng đối thủ của anh ta cũng không hề kém cỏi chút nào. Chuyên gia bán hàng Mike Frank nói, một người bán hàng chuyên nghiệp phải có và luôn duy trì bản năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Anh ta không ngừng tìm kiếm khách hàng thông qua mối quan hệ với cả khách hàng hiện tại lẫn quá khứ, cũng như bất cứ người nào anh ta có mối liên hệ, mà không hề tính đến kết quả có bán được hàng hay không. Đối với anh ta, mọi thông tin đều có giá trị và cơ hội gặp được khách hàng tiềm năng luôn hiện hữu ở bất kỳ đâu, trong siêu thị, câu lạc bộ, trong nhà hàng. Một chuyên gia bán hàng luôn biết cách thích ứng. Đó là người luôn suy nghĩ thấu đáo, anh ta hiểu rằng mình phải không ngừng phấn đấu, chứ không chỉ bằng lòng với những thứ tầm thường trước mắt. Vì vậy, anh ta luôn đánh giá cao các tài liệu và chiến thuật hỗ trợ cho công việc của mình. Nếu các chiến thuật hiện tại tỏ ra hiệu quả, anh ta sẽ vẫn trung thành với chúng, nhưng anh tuyệt đối không cho phép bản thân mình được hài lòng hay thỏa hiệp với một quy trình bán hàng còn nhiều khiếm khuyết. Một chuyên gia bán hàng thực thụ luôn có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Bởi đã có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của mình, nên mỗi hành động của một chuyên gia bán hàng xuất sắc đều hướng tới mục đích xây dựng sự nghiệp, chứ không chỉ đơn thuần là thực hiện một thương vụ đơn lẻ. Anh ta hiểu rằng những lời nói sáo rỗng không thể lưu lại điều gì trong tâm trí khách hàng. Vì vậy, để có được một thương vụ, anh ta cần phải chứng minh được giá trị thực sự của hàng hóa hay dịch vụ mà mình cung cấp. Chỉ khi nhận thấy giá trị thực đó, khách hàng mới đạt được niềm tin trọn vẹn. Anh ta cũng hiểu rằng khách hàng có thể quên đi những điều mình nghe được, có thể ghi nhớ những điều họ nhìn thấy, nhưng nếu được nghe nói, được tận mắt nhìn thấy và trực tiếp vận hành, thì họ sẽ thấu hiểu giá trị của sản phẩm và có xu hướng hành động để được sở hữu nó. Với suy nghĩ đó, anh ta luôn tìm cách thu hút sự tập trung của khách hàng và bài thuyết trình sản phẩm của mình. Anh ta muốn khách hàng cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm. Anh ta sẽ chọn cho họ tiếp xúc để cảm nhận sự mềm mại của từng thớ vải, nếu anh ta là người bán vải. Cho họ thử thao tác trên phím máy tính để họ cảm nhận tốc độ xử lý tuyệt hảo của CPU.